hơn 100 giảng viên và học viên đến từ lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi trải nghiệm thực tế và học tập tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Tại đây, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng đã thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện chào mừng, giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trong 25 năm qua. Huế là có thể nói là một cái nôi đào tạo rất nhiều ngành, đặc biệt là ngành sư phạm và ngành y, trong đó tôi có ngành y của tôi. Thế nhưng hôm nay tôi biết thêm một cái ngành nữa, đó là ngành về đào tạo về Phật học. Và một trong những điều ấn tượng của tôi hôm nay được biết là Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà nó còn là một khoa học nữa. Vì vậy cần phải có một cái trường đại học, cần phải có một cái học viện để mà nghiên cứu và đào tạo những con người sau này sẽ công tác trong hệ thống nhà chùa, trong hệ thống Phật giáo của nước Việt Nam mình. Cuối buổi, đoàn tri ân sự đón tiếp chu đáo của học viện. Chuyến tham quan thực tế lần này nhằm giúp các học viên tìm hiểu về công tác đào tạo, giáo dục Phật giáo, chia sẻ những kiến thức Phật học cùng những kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, chu đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.